Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì Bằng đang đi hiking ở một nơi rất là đặc biệt, được mệnh danh là vương quốc của các loại táo, có tên là Auckland. Và ở sau lưng Bằng đây là một cái vườn táo nè các bạn. Tiếc là bây giờ đang là cuối mùa đông nên là chúng ta không nhìn thấy được trái táo. Nếu mà chúng ta muốn nhìn thấy được trái táo mà sum xê đó thì chúng ta phải đi vào mùa hè. Bởi vì mùa hè ở đây các bạn có thể đến đây để hái táo mang về. Và mình có thể chọn bất cứ cái trái táo nào mình thích và mình hái trên cây luôn và sau đó mình mang về thôi. Nhưng mà cho dù là không có những trái táo ngày hôm nay nhưng Auckland cũng rất là đẹp, bởi vì khung cảnh ở đây tuyệt vời lắm các bạn. Và bây giờ thì Bằng sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Auckland là một thị trấn nhỏ nằm ở trên dãy núi San Bernardino và nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, cách với trung tâm của Lido Sài Gòn 1 tiếng 30 phút lái xe về hướng đông bắc theo Freeway 91. Bởi vì Auckland là một thị trấn nhỏ nên là dân số ở đây rất là khiêm tốn. Tổng cộng dân số ở đây chỉ khoảng vào 1.000 người mà thôi. Và hầu hết thì mọi người dân Auckland họ sinh sống ở một cái giáo xứ có tên là Pioneer, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là giáo xứ của những người đi khai hoang. Trải qua hàng trăm năm phát triển và lịch sử của vùng đất Auckland gắn liền với cây táo, cho nên ngày hôm nay khi mà người ta nhắc đến Auckland á, là người ta sẽ nghĩ ngay đến các loại táo. Và đặc biệt vùng đất này vẫn còn sở hữu được những cây táo cổ và quý hiếm nhất của vùng Bắc Mỹ, có thể kể tên như là táo Jarvis và táo King David. Ngoài những vườn táo rộng lớn thì Auckland còn sở hữu những vườn cây square già rất là vĩ đại, và phía sau lưng Bằng đây là một cái vườn cây square già. Và loài cây này được mệnh danh là loài cây lớn nhất hành tinh và độ cao của chúng có thể đạt đến vài trăm mét. Tuổi thọ của nó có thể lên đến vài ngàn năm, bởi vì thế người ta còn biết nó đến đây là một loài cây bất tử. Trong suốt hàng trăm năm phát triển của vùng đất Auckland, thì có một cột mốc rất là quan trọng đã biến nơi đây thành một nơi hoàn toàn mới, đã thay da đổi thịt cho vùng đất Auckland mà chúng ta có thể thấy ngày hôm nay. Đó chính là vào năm 1940, bởi vì từ trước năm 1940, người dân Auckland chỉ sinh sống bằng nghề trồng táo và làm việc cho các nhà máy chế biến các sản phẩm từ táo mà thôi. Nhưng từ sau năm 1940, với nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về vùng đất Auckland của người dân thành thị, mà các chủ vườn táo đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên để vào tham quan những vườn táo của họ. Và ngày hôm nay khi các bạn đến Auckland tham quan, ngoài việc các bạn có thể chiêm ngưỡng được những vườn táo rộng lớn của vùng đất Auckland về xứ sở của các loại táo, thì chúng ta còn có thể hái táo để mang về. Và nhu cầu ngày càng tăng, bởi vì thế mà các cửa hàng bán đặc sản của Auckland làm từ táo đã ra đời. Và bây giờ chúng ta không khó để bắt gặp được những cửa hàng đặc sản này dọc theo hai tuyến đường khi chúng ta đi thẳng vào thị trấn Auckland. Và cũng từ đó thì một vùng đất nông nghiệp như Auckland đã thay da đổi thịt. Bây giờ họ vừa phát triển nông nghiệp về loài táo và họ vừa kinh doanh du lịch để cho mọi người có thể đến đây tham quan các loại táo mà họ trồng.
Và bây giờ người dân của Auckland không còn là một người nông dân trồng táo bình thường nữa, mà bây giờ họ là những người tour guide. Với sự am hiểu về loài táo của họ, họ sẵn sàng chia sẻ cho các bạn bất cứ những gì mà họ biết về loài táo. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.